chị ơi, cái chị khách này tên là chị tên Nguyễn Thị Thi. Nguyễn Thị Thi, chị chia sẻ livestream của cô Hương vào tối hôm qua thì cái lượt xe chia sẻ của chị là tổng cộng 184 lượt xe. Thì chị đã được nhận một chiếc nhẫn vàng bên cô Hương, thì hôm nay chị qua chị nhận nha mấy chị. Đây Facebook của chị đây. Facebook của chị nha. Và bên em có đăng bài, đăng công bố tên người nhận trên trang fanpage của cô Hương nha mấy chị. Trang bên em là trang Gold Cosmetics. Đây. Cái này trang phong thủy trang nhận của cô Hương hả? Em sẽ đưa những cái trang bên cô Hương cho mấy chị xem nha, để mấy chị theo dõi vào mỗi ngày trên livestream của cô vào lúc 7 giờ tối nha mấy chị. Đã tặng nhẫn vàng là tặng món gì luôn nha mấy chị. Mình tiếp theo mình sẽ là người được nhẫn nha mấy chị. Đây. Trang thứ nhất á là trang Gold Cosmetics nha mấy chị. Đây nè, trang đầu tiên là trang Gold Cosmetics. Gold Cosmetics nè. Trang thứ hai. Đâu, trang thứ hai có nè hả? Nè, trang thứ hai là trang phong thủy Thái Lan Amiken, mọi người nhìn cho kỹ nha. Trang thứ ba là trang Hồ Xuân Hương có cái tích xanh nè. Trang thứ tư, mọi người nhìn cho kỹ nha, là trang Hồ Xuân Hương, thì cái này là trang Facebook của Hương nè. Trang này là trang Gold Cosmetics, là Hương thường hay livestream bên trang này nhất luôn. Đây là trang phong thủy cải dựng Hồ Xuân Hương. Đây là những cái bay mà Hương thường xuyên livestream nhất nha mọi người. Đây là cái Facebook của Hương nè, Hồ Thị Xuân Hương có tích xanh thì là 1 triệu mấy người theo dõi đó. Thì đây nha mọi người, đây là cái nhẫn mà mình mua để mình tặng cho khách, thì mọi người có thể xem kỹ nha. Đây, đây là nhẫn là Hương mua, hôm qua Hương mua là hết đâu gần 300 triệu, tính luôn cái cũ cái mới. Thì đây là những cái chiếc nhẫn mà mình mua để cho mình tặng cho khách hàng nha. Thì với mỗi ngày mọi người lên xem livestream, nếu ai xe nhiều thì mình sẽ được trúng nha. Cái Zalo mà để cô Hương xem phong thủy cho mọi người đó thì là cái Zalo này, mọi người xem để không có tránh, để tránh mà bị giả mạo nha. Đây là cái số Zalo của cô Hương nè. Cái số Zalo này sẽ là cái số mà Zalo mà xem phong thủy cho mọi người. Mai cho mọi cái boss Thái mai. Cái Zalo này là Zalo xem phong thủy nè, mọi người coi cho kỹ nè. Thì nếu ai muốn xem thì mọi người nhắn tin kết bạn qua cái Zalo này thì Hương sẽ xem phong thủy cho mọi người ha. Còn đây á, còn đây là cái Zalo mà tư vấn phép nè. Đó, mình muốn tư vấn phép hay cái gì đó thì mình liên hệ với cái Zalo này. Và mọi người ơi, nhớ giùm Hương là bên Hương chỉ có 7 cái bay thôi, để tránh nhầm hàng giả mạo nha. Em thỉnh phép bên cô đâu chưa? Dạ, em mới thỉnh từng bữa một tay hết rồi. Là em thỉnh cái gì với cái gì? Cái chồng trúng số ngôi nhà với cộng dây chuyền rốt cục có hỏi bạn á. Ừ, là em xài chưa? Đeo được bao lâu rồi? Em mới đeo được có 2-3 bữa nay. Nhưng mà 2-3 bữa nay thấy sao? Em mua vé số càng ngày nó càng gần gần số trúng. Tại vì mới á, mình mới thỉnh đây, mới thỉnh đây thôi đúng không? Dạ. Ủa là cái gì vậy chip? Nhưng mà trước mắt là thấy có cái lọc là từ cô Hương rồi đó. Dạ. Trước mắt là chưa gì mà thấy có lọc, mà lúc mà nhận được nhận có vui không? Vui. Có nghĩ là nhận được không? Dạ không. Sao vậy? Tại xa với lại chắc em không tin nữa. Sao vậy, sao không tin? Tặng thiệt mà. Tại sao không tin? Tại ít ai mà tặng vàng cho lắm chị. Ừ, giống như là mình không có nghĩ là được tặng đúng không? Dạ. Chị nghĩ là giống như là chắc sao đây? Chia sẻ vui vui hay là được nhiều người theo dõi thôi. Nhưng mà cũng cố gắng chia sẻ hả? Dạ, chia quá thì chia. Rồi cái lúc mà được rồi có nghĩ gì không? Dạ không, tin chị. Tại chị nói có tin nên qua tới đây nhận. Rồi có liên hệ trước với bạn bên đây không mà qua nhận? Dạ không, em qua em viết hồ sơ xin việc đó. Ừ. Tính hóa em mà không nghĩ xíu cô luôn. Ừ. Tính là xin việc làm luôn. Em ở bên mình tăng lận. Mà sao rồi cuối cùng sao không làm? Em suy nghĩ tại vì mới vô là tăng ca xuyên suốt á, ý là mới vô là tăng ca quá, ý tăng ca hết 1 tháng luôn vậy hả? Không phải là tăng ca hết 1 tháng, có nghĩa là 1 tuần đó, cái tuần thức tăng ca là từ 4 tới 5 ngày. Dạ. Nhưng mà tháng đầu tiên mình học việc thì mình phải chịu xuyên tăng ca. À, hiểu không? Ý là, ý là để cho quen việc á. Là tháng đầu là 1 tuần là tăng ca 4 tới 5 ngày. 4 tới 5 ngày. Nhưng mà bữa nào mình có việc bận thì bạn vẫn cho mình hết, chứ không phải là bắt buộc tăng ca hết. Báo trước. Ý là nãy em tưởng là 1 tháng mới vô là tăng ca hết nguyên tháng. Đâu có, ví dụ như mình tăng thì mình tăng, nhưng mà có điều là ví dụ như mình có việc bận thì bạn vẫn cho mình nghỉ. Dạ. Nếu mà em có việc bận thì bạn vẫn cho em nghỉ, chứ không phải là bắt tăng ca suốt. Nó là bên Hương cũng đang tuyển nhân viên nha mọi người. Lương cứng là 7 triệu rồi đó, cho nên là mọi người có thể là
Lương cứng bên Hương là 7 triệu nha. Thì mọi người nếu mà ai mà muốn làm việc thì mọi người có thể liên hệ bên Hương qua số điện thoại của Mr. Tú 0933090938 nha, để đăng ký xin nhận việc. Rồi bây giờ trước tiên là thỉnh, bữa thỉnh cái gì mà thấy có lắm. Có đeo không? Rồi. Em mới hỉnh cái dầu gì mà hai cái chai á. Cho cô mượn cái tay. Dầu chung một cái tắm với một cái. Đúng rồi, dầu. Nè, cái này đeo quyền ở này, đeo quyền ngược rồi nè. Là dòng là hỉnh cái dòng này với lại sợi chuyền á hả? Là có may mắn liền luôn đó hả? Hên quá trời. Rồi bây giờ nè, tặng cho một chiếc nhẫn ha. Thì á là nói chung là về bữa nay có xe chia sẻ tiếp không? Chia sẻ tiếp, biết đâu mình hên mình nhận nữa là sao? Đúng không? Tại vì nhận một lần rồi là vẫn có cơ hội nhận nữa. Cho nên bây giờ được thì về mình cứ tiếp tục mình chia sẻ, tại vì nhận rồi là chắc chắn biết đâu là nhận nữa, chứ đâu phải là chỉ nhận có một lần đâu. Giờ nhận được chiếc nhẫn về có khoe với bạn không? Khoe 51 chụp khoe, em định hồi xin chụp với hệ chị của mình. Ờ chết mẹ, mình sao tao. Rồi. Chị thấy cô Hương ở trong livestream với cô Hương ở ngoài đời như thế nào? Đéo khác gì hết. Nhưng mà em thấy chửi vậy, nhưng mà em thấy mấy người chửi vậy thiệt tình lắm. Thiệt tình lắm không? Chết rồi. Qua đây sáng giờ có bị cô Hương chửi chưa? Người thật việc thật luôn, không tin mà trúng được chiếc nhẫn. Nè đó, mấy chị cho mấy chị nhìn lại lần nữa. Nhẫn bên em là có giấy nha mấy chị ơi. Đây. Chứ không phải là nhẫn đây. Ảo nha. Có thân, giấy của tiệm gửi, vàng nha mấy thân, chị. Thân gửi những chị mà ăn từng ở không chiếc, ở nhà Sơn Si đây nha. Đây, gần 300 triệu của người ta nha mấy chị ơi. Tiền cũng là tiền thiệt nha mấy má, chứ không phải tiền giả đâu nha mấy má. Chút nữa là sẽ đi mua thêm nhẫn nè. Thôi mua thêm một cái khay 500 triệu nữa cô ơi. Chứ vậy sao chịu nổi. Tặng thêm đó. Cho khách nha. Nói chung mấy chị mỗi ngày mình lên trên hai cái bay nè. Cho cô coi lại cái bay vậy thì bay ngon đâu nè, chiếu xuống tú đây nè, là mọi người coi hai cái bay này là hai cái bay mà em thường xuyên livestream nhất nha. Một bay là bay Gold Cometic nè, 50 mấy nghìn người theo dõi, với một cái bay là bay Phong Thủy Kể Giận, 30 mấy nghìn người theo dõi. Hai cái bay này là hai cái bay em thường xuyên livestream nhất, cho nên mọi người coi cái video mọi người sẽ thấy hai bên cái màn hình nó cũng có hai cái bay này, thì là sẽ không có lo giả mạo nha. Mọi người yên tâm, còn đây là những cái số chốt đơn bên em nè. Ngoài những số này ra thì tất cả đều là giả mạo, mọi người lưu ý giùm Hương nha. Để mình chấm, mình mua hàng giả mạo, chứ hiện tại bây giờ nó giả mạo quá trời quá đất luôn rồi mấy chị. Đây nha. Rồi bây giờ bắt đầu tặng nhẫn cho khách đi. Cái này dễ thương quá nè. Thì mình đưa cho khách đi, cái dễ thương. Đeo cho khách đi. Cho con không mà. Bây giờ cha cái hộp cho chị bỏ vô. Đây nha mẹ, chị cầm đây nha mấy chị ơi, chị khách đã nhận chiếc nhẫn vàng bên em nha. Cái này là người học và việc học nha mấy chị. Vàng á thì bên em đây mới mua ngày 2 tháng 11 cho mấy chị. Đâu cái này, đây ngày đây nha, không có dấu nha mấy chị ơi. Đây đó, ngày 2 tháng 11 mấy chị thấy không? Đó, đây nha mấy chị. Tất cả những chiếc nhẫn bên em, một chiếc là đều có một tờ hóa đơn, một chiếc là có một tờ hóa đơn nha. Tiệm vàng có giấy xác nhận và ngọc đỏ đàng hoàng nha mấy chị ơi. Không có gọi là nhẫn ảo đâu mấy chị. Mấy chị cứ theo dõi livestream của cô Hương vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay để tiếp tục nhận những chiếc nhẫn sau nha. Bye bye mấy chị.